Qua khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan soạn thảo cho biết, dự thảo luật chỉ quy định điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với những lao động trong điều kiện lao động bình thường. Còn đối với những lao động làm việc trong điều kiện độc hại hay ở vùng đặc biệt khó khăn, thì sẽ có cơ chế điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp. Hiện nay chúng ta đang có một cái danh mục là 1.748 lĩnh vực công việc nặng nhọc, độc hại. Thì nhóm này sẽ điều chỉnh chậm hơn và số này cũng sẽ được điều chỉnh ở cái độ tuổi nghỉ hưu thấp hơn. Cụ thể, ví dụ như là người lao động bình thường thì phấn đấu đến năm 2028 đối với nam là 62. Nhưng mà những người nặng nhọc này thì lại nghỉ hưu thấp hơn 5 năm. Theo tính toán, đến năm 2021, tổng số người đến tuổi bước vào thị trường lao động bằng với số người nghỉ hưu. Càng về sau, số người trẻ tuổi gia nhập thị trường sẽ ngày càng ít. Do đó, tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 sẽ là hợp lý nhất. Song, quá trình tăng cần phải chia theo từng nhóm ngành nghề, khu vực làm việc, phù hợp với điều kiện sức khỏe của người lao động.